Theo tổng hợp tình hình hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất của cảng vụ hàng không miền Nam, trong tháng 10 năm 2018 đã có 1.240 chuyến bay chậm, tăng 15,3% và 69 chuyến hủy, tăng 61% so với cùng kỳ tháng trước. Đội sổ chuyến bay chậm giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất là Vietjet Air với 653 chuyến chậm trên tổng số 2.090 chuyến cất cánh, chiếm tới 31,23%. Đặc biệt, cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, chỉ trong tháng 10 năm 2018, Sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra 21 vụ liên quan đến lĩnh vực an ninh và 19 vụ việc trong lĩnh vực an toàn hàng không, nhiều nhân viên chiếm đoạt tài sản ở khu vực hạn chế, hành khách mang vũ khí. Phi công vẫn phản ảnh bị chiếu đèn laser vào máy bay.